Em chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một chiếc xe mà em mới nhập về các bác ạ. Trước mắt các bác đây là chiếc xe Mercedes CGLC 300 Formatis, xe được sản xuất và đăng ký 2016. Và bây giờ em bán chiếc xe này với giá là 980 triệu các bác ạ. Giá trên em vẫn còn thương lượng và linh động cho các bác mọi người nhé. Cũng xin chia sẻ luôn với các bác là cái chiếc xe này cũng mới làm một cái gói bảo dưỡng hết hơn 20 triệu các bác ạ. Thì do vậy là nếu như bác nào có nhu cầu muốn mua thì mua chiếc xe này về chúng ta cũng không phải làm gì nhiều nữa các bác nhá. Còn thì là xe cũ chúng ta được đầu tư thêm hơn nữa thì nó lại là cái tốt các bác ạ. Một chiếc xe Mercedes quá đẹp đúng không các bác? Đó, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đến từ Mercedes GLC 300 Formatic, sản xuất và đăng ký 2016 các bác, chạy 9 vạn cây số. Về chất lượng xe thì em cũng xin chia sẻ và nhấn mạnh cam kết với các bác là xe không đâm xô, xe không tai nạn và xe không thủy kích các bác nhá. Chiếc xe này thì các bác nếu như muốn mua thì em cũng khuyến khích khách hàng đó là chúng ta nên cho vào hãng để chúng ta test hãng về chiếc xe này các bác ạ. Khi test hãng thì chúng ta mới yên tâm được mọi thứ, từ quan trọng nhất định các bác. Cái đâm đụng ngập nước thì dễ hình dung, nhưng mà cái hệ thống điện rồi thì hệ thống phần mềm của chiếc xe thì em nghĩ là chỉ ở trong hãng mới kiểm tra được thôi các bác ạ. Đó. Em sẽ quay qua sơ bộ cho các bác ngắm qua về tổng thành cái xe này mọi người nhá. Em mở bên cánh cửa phụ này. Màu trắng, nội thất đen, ghế nâu da bò, rất đẹp các bác ạ, ghế cực kỳ xịn luôn mọi người nhá. Đây là bộ ghế zin nguyên bản theo xe này các bác này. Nhìn nó có thể là nhăn nhó thôi nhưng mà thực chất nó lại là như vậy để các bác ạ. Cửa gió tu bin là xe đã thay độ một bộ la răng khác, à một bộ vô lăng khác rồi các bác nhá. Màng loa bâu các bác ạ. GLC 300 Formatic, sản xuất và đăng ký 2016. Nội thất này các bác này. Em quay vào nội thất. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hai cửa sổ trời. Ghế phụ đây các bác này. Táp lô, táp ly này. Ghế lái này. Vô lăng thay vô lăng của AMG các bác nhá. Lẫy số sau vô lăng rồi thì cảm biến nút bấm, cảm biến bằng cảm ứng. Ghế chỉnh điện này, ba vị trí nhớ ghế này. Cốp GLC 300 Formatic các bác nhá, sản xuất đăng ký 2016, em đang chào bán với giá là 980 triệu các bác ạ. Đây là nội hàng ghế thứ hai, các bác có thể nhìn thấy rất là nét đúng không ạ? Bệ tỉ tay này. Ghế sau này. 980 triệu các bác xem xe đến tại địa chỉ cửa hàng em là Salon ô tô Hoàng Lâm, có địa chỉ tại Thạch Xá, Thạch Thất, thành phố Hà Nội các bác nhá. La răng 5 chấu kép rất đẹp đúng không các bác? Lốp này thì còn tạm ổn thôi mọi người nhá, chứ cũng không còn là phải là con mới đâu các bác ạ. Cúp điện này. Biển số đẹp quá nhưng mà phải trả lại chủ cũ các bác ạ. Bởi vì bây giờ định danh là rồi, định danh rồi mà mọi người. Cánh cốp sau này các bác này. Cốp sau này. Em nghĩ với cái tầm tiền như này các bác mà sở hữu mà muốn chơi xe Đức là hợp lý rồi đấy các bác ạ. Nó cũng vừa tiền, dễ sử dụng. Lốp sơ cua này, đồ cứu hộ, tất cả mọi thứ của chiếc xe là vẫn còn nguyên bản theo xe, nằm im tại đây các bác nhá. Đó. Anh chủ nhân anh mua thêm một cái lót sàn nhựa này các bác ạ, để chống chảy xước ở cái phần nỉ này. Đây là phần nỉ nguyên bản này, còn cái này là lắp thêm mọi người nhá. GLC 300 Formatis. Các bác không? Inox cửa sau này. Táp ly cánh cửa sau bên phụ này các bác này. Ốp gỗ này. Loa boom meter này. Màng loa boom meter này. Đó. Đây là táp ly cửa phụ này các bác này. Em cam kết cho các bác về vấn đề chất lượng nên là các bác đừng quệt quạt va quệt nhẹ thì không thể nào tránh được các bác nhé. Sức sát rồi thì va quệt nhẹ không nào tránh được. Còn để đâm xô tai nạn nặng, xin thưa với các bác là không có, hoàn toàn là không có. Một chiếc xe khá là đẹp đúng không ạ? Nói chung là khá là đẹp, em thấy rất đẹp luôn chứ không phải là khá là đẹp nữa. 980 triệu để các bác có thể sở hữu được một chiếc xe GLC 300 Formatic, sản xuất và đăng ký 2016. La răng 5 chấu kép. Đèn led đây. Đèn liếc đầy đủ các bác nhá. GLC 300 đó. Camera này.
Em tắt cái máy đi để em quay qua cho các bác về cái khoang máy mọi người nhé. Đây đi vào bên trong thì các bác có thể nhìn thấy cái vô lăng này. Cái vô lăng này đã được thay vô lăng kiểu khác rồi các bác nhé. Nó không phải là vô lăng nguyên bản nữa. Bởi vì chủ xe cũng chơi một chút các bác ạ. Tức là người ta cũng sắm sửa cho xe rất là nhiều. Cửa gió tu bin này. Cửa gió tu bin này các bác này. Hộc đựng đồ này. Bàn điều khiển trung tâm này. Các bác có thể nhìn thấy này. Rất đẹp đúng không ạ? Hệ thống chống trơn trượt rồi thì Sport, chế độ Nemo, Oco Nemo đầy đủ các bác ạ. Cái này là bằng cảm ứng này các bác này. Đó. Cái này bằng cảm ứng này. Đẹp không các bác? Nhìn xịn đúng không ạ? Nhìn nó rất là xịn. Em qua tắt máy đi xong rồi em để nổ start top này. Em mở cái khoang máy cho các bác xem nhé. Các bác đẹp xỉu ạ. Tay nắm cửa rất đẹp này. Cửa đóng chắc mọi người nhá. Các bác thấy xe nó nâng hạ gầm không? Đấy. Vừa nãy gầm nó bắt đầu hạ được. Xe phát các bác ạ. Đây là cái động cơ của chiếc GLC 300 4MATIC đây các bác. Em cam kết cho các bác là máy zin mọi người nhá. Đó, máy zin này các bác ạ. Chúng ta có thể đi test hãng đi. Thì hãng thì chúng ta sẽ thì mới ra rõ quan điểm vấn đề được về cái dòng xe Mercedes xe gì này các bác. Và cũng khuyến khích các bác là nên test hãng mọi người nha. Nên test hãng ạ. Cabo này. Khi mà mở cái nắp cabo của cái dòng xe Mercedes này ra nó to lắm các bác ạ. Đấy, nhìn thấy nó như một cái ngoàm cá mập rồi. Rồi, vừa rồi em đã giới thiệu nhanh và sơ bộ cho các bác về chiếc xe GLC 300 4MATIC này, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ạ.